Hãy cùng theo dõi và cập nhật những thông tin kiến thức về làm đẹp, xu hướng thời trang, mỹ phẩm mới mỗi ngày tại Shop Khởi Nghiệp. Đăng ký ngay kênh để xem clip thú vị mỗi ngày. Nguyên tắc vàng trong dinh dưỡng để tập yoga tại nhà. Để việc tập luyện yoga trở nên hiệu quả và biến bản thân mình trở thành một yogi khỏe mạnh, điều bạn cần đó là một chế độ ăn uống khoa học cho chính mình. Điều này không chỉ giúp bạn hấp thu được tối đa các chất dinh dưỡng cho cơ thể, mà nó còn hỗ trợ khai thác tối đa các tác động của yoga đến với cơ thể bạn, đặc biệt là bộ phận liên quan mật thiết với vấn đề ăn uống là hệ tiêu hóa. Vệ sinh lưỡi của mình thật sạch sẽ. Sau khi đánh răng vào mỗi buổi sáng, hãy dùng đồ cạo lưỡi để loại bỏ hết những cặn bẩn đóng lại trên lưỡi của bạn trong suốt đêm qua. Hãy cạo lưỡi từ sau ra trước vài lần như thế để làm sạch nó. Mỗi một khu vực của lưỡi sẽ liên quan đến một cơ quan nội tạng khác nhau. Vệ sinh lưỡi bằng đồ cạo đồng nghĩa với việc bạn đang massage cho mỗi cơ quan một cách gián tiếp, kích thích quá trình tiêu hóa để chuẩn bị cho một bữa sáng ngon miệng để tạo nguồn năng lượng mới chuẩn bị cho buổi tập luyện yoga. Uống một cốc nước ấm trước mỗi bữa sáng. Nguồn năng lượng của chúng ta thường khá thấp vào sáng sớm, vì thế hãy khởi động nó bằng cách uống một ly nước ấm trước khi dùng bất cứ thứ gì cho bữa sáng. Điều này sẽ giúp kích thích nguồn năng lượng, hệ tiêu hóa và giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể trước khi chuẩn bị tập luyện yoga. Hãy ăn một bữa sáng ấm và có một ít vị béo. Vì nguồn năng lượng trong cơ thể thường thấp vào sáng sớm, thế nên bữa sáng của bạn nên là một thứ gì đó ấm và có một ít nước trong đó. Cháo như yến mạch là một sự lựa chọn tuyệt vời đấy. Còn nếu như bạn thích ăn bánh mì nướng thì hãy ăn kèm với một ít bơ hoặc bơ hạnh nhân để cân bằng độ khô vốn có của nó. Hãy để buổi sáng của bạn đầy đủ năng lượng trước khi buổi tập luyện yoga bắt đầu. Dùng bữa vào thời điểm nhất định mỗi ngày. Bộ máy tiêu hóa cần kỷ luật trong ăn uống. Nếu bạn ăn các bữa vào cùng một thời điểm mỗi ngày, cơ thể sẽ nhận biết được khi nào thì cần được ăn và luôn trong tư thế sẵn sàng để thực hiện việc tiêu hóa. Hãy ăn nhẹ vào bữa sáng, bữa trưa vào khoảng giữa trưa đến 13 giờ và bữa tối thì vào khoảng từ 18 giờ đến 19 giờ. Đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày cũng giúp bạn duy trì thói quen sinh hoạt, ăn uống này một cách hiệu quả hơn. Trong một bữa ăn, chỉ nên ăn tối đa 4 hoặc 5 loại thực phẩm. Điều này nhằm tránh gây trở ngại cho hệ tiêu hóa. Các bữa ăn nên cách xa nhau. Sau khi tập yoga từ 10 đến 15 phút mới được ăn thức ăn dạng lỏng, các loại súp detox, sinh tố xay nhuyễn. Sau 30 phút mới được ăn thức ăn đặc và rắn. Lưu ý điều chỉnh dần chế độ ăn có thể giảm tải cho hệ tiêu hóa một cách hiệu quả nhất. Ăn một ít gừng trước mỗi bữa sáng và trưa. Gừng có khả năng kích thích hệ tiêu hóa. Để làm một món khai vị cùng với gừng, hãy cắt gừng thành những lát mỏng, sau đó bỏ vào cốc cùng một ít nước cốt chanh và muối. Ăn một vài lát trước mỗi bữa sáng và trưa, một chút vị thanh của gừng sẽ kích thích sự hưng phấn cho bạn muốn tập luyện yoga. Hãy ăn một bữa trưa thật thịnh soạn. Nguồn năng lượng đồng nghĩa với mặt trời, có nghĩa là cả hai đều cháy vào lúc sáng nhất, đó là khoảng giữa trưa. Hãy dùng một bữa trưa thật thịnh soạn và hấp thụ năng lượng để tiêu hóa các loại thực phẩm như salad và protein. Ăn chay khoa học. Người tập yoga thường có xu hướng ăn chay, nhiều rau quả tươi với các loại hạt, đậu, mè. Mặc dù không bắt buộc, nhưng các yogi có thể áp dụng chế độ ăn chay hoặc giảm bớt thịt, cá, trứng. Những thức ăn tươi ngon sẽ giữ lại nhiều sinh tố vi lượng và khoáng chất cao nhất có thể. Hạn chế những chế phẩm qua quá nhiều công đoạn chế biến hay các loại thức ăn nhanh, thức ăn công nghiệp. Nên ăn nhiều sữa, bơ, sữa chua, phô mai, rau, củ, hoa quả tươi và các loại đậu, vừng, lạc. Chuối, dưa leo, sữa chua chỉ ăn vào lúc sáng và trưa, tuyệt đối không ăn vào buổi tối. Trong các bữa ăn chính, cần có các loại ngũ cốc nhiều năng lượng như gạo, khoai tây và bánh mì. Với những người thừa cân, có thể thay thế bằng khoai lang, miến dông, miến đậu xanh. Hạn chế thực phẩm, đồ uống lạnh. Hệ tiêu hóa cần năng lượng để đốt cháy. Thực phẩm và đồ uống lạnh sẽ dập đi nguồn năng lượng đó. Vì thế, hãy chọn nhiệt độ phòng phù hợp hoặc ưu tiên đồ uống, thức ăn ấm nóng hơn đồ lạnh và hạn chế ăn thức ăn lấy ra trực tiếp từ tủ lạnh.
Đây là những thói quen cần được duy trì mỗi ngày. Chúng sẽ giúp tăng cường sức khỏe của bạn một cách tối đa trong những ngày thời tiết trở lạnh. Uống nhiều nước trong ngày. Cơ thể rất cần nước cho nhiều hoạt động của cơ thể. Ngoài nước lọc, có thể uống thêm các loại nước trái cây tươi, sữa đậu nành, nước trà xanh, chè tươi hay chanh muối. Nước chanh muối này chỉ đơn giản là nước đun sôi để nguội, vắt chanh tươi với độ chua vừa phải và thêm vài hạt muối. Lưu ý không dùng đường, như một thứ nước detox. Không uống rượu, bia và trà khô, trà tàu. Không hút thuốc và các chất kích thích khác. Hãy cung cấp đủ protein. Protein rất quan trọng cho cơ thể. Điều đó rất cần thiết trong chế độ ăn của bạn. Bông cải xanh, đậu nành là một số thực phẩm giàu protein. Các sản phẩm sữa ít chất béo cũng là một nguồn protein phong phú. Bảo đảm cơ thể bạn nhận được lượng protein cần thiết hàng ngày. Thực phẩm giàu dinh dưỡng có hàm lượng chất béo tốt như dừa, bơ, dầu ô liu hay là hạt chia lại rất giàu chất xơ và axit béo omega 3 có lợi cho tim mạch. Với những thức ăn này cung cấp cho chúng ta năng lượng mà không cần nhiều nỗ lực để tiêu hóa. Bật mí bí mật trị mụn dưỡng da của các sao. Detox Blend, thương hiệu mỹ phẩm top 1 Việt Nam, sản phẩm đang làm đảo điên cộng đồng Eva và thế giới showbiz. Trên 80.000 khách hàng sử dụng mỗi ngày, gồm diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng như Á hậu Huyền My, diễn viên Thành Hương, Băng Di, Tưởng Vi, Hoàng Mai Anh, Quỳnh Cun, Angela Phương Trinh, Lê Khánh. Được review và đánh giá rất cao trong cộng đồng làm đẹp, spa, thẩm mỹ viện cao cấp cũng như các diễn đàn phụ nữ, cộng đồng Eva, mẹ và bé, web trẻ thơ. Làm đẹp không khó, quan trọng là phải biết làm đẹp đúng cách. Cảnh báo, sản phẩm quá hot nên bị làm giả rất nhiều. Để mua Detox Blend chính hãng, hãy đến shop khởi nghiệp. Địa chỉ 40/23 Bao Cát 2, phường 14, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khuyến mãi đặc biệt, mua một combo tặng một sữa rửa mặt free ship toàn quốc chỉ trong tháng này. Nhận hàng, check tên điện tử và mã QR hóa đơn bán hàng thoải mái trước khi trả tiền. Gọi ngay số điện thoại 0902-441-339, 0962-69-6939 hoặc truy cập website www.shopkhởi nghiệp.com để được tư vấn và mua hàng chính hãng.